Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì tối ngày hôm qua 24 tháng 8, đoàn chuyên cơ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Việt Nam trong thời gian 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Đoàn chuyên cơ của Phó Tổng thống Mỹ bao gồm hai chiếc VC-32A, loại chuyên cơ chuyên được sử dụng bởi Phó Tổng thống, đệ nhất phu nhân và Ngoại trưởng Mỹ. Và thậm chí chúng còn được sử dụng bởi chính Tổng thống Mỹ khi cần bay đến các sân bay nhỏ. Tuy nhiên khi được sử dụng bởi Ngoại trưởng hay đệ nhất phu nhân thì thường chỉ là một chiếc đơn lẻ. Còn khi bay theo cặp như thế này thì chỉ có trong các chuyến công du của Phó Tổng thống hay Tổng thống Mỹ. Đây cũng là một trong các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ cấp cao nhất của Mỹ, người mà trên nguyên tắc có thể phát động một cuộc tấn công hay ra lệnh trả đũa một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Theo thông tin trên các báo thì Phó Tổng thống Mỹ đã ngồi trên chiếc VC-32A đi phía sau, chiếc máy bay mang số đăng bạ 980002. Và đây chính là chiếc chuyên cơ VC-32A mang số đăng bạ 980002. Tất nhiên là trong thời điểm Hà Nội đang áp dụng chỉ thị 16 như thế này, mình không thể đến tận nơi để quay được. Đây là hình ảnh chiếc chuyên cơ đến Hà Nội hồi năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Có thể nhìn rõ số đăng bạ 980002 trên đuôi đứng của máy bay. Chiếc chuyên cơ này được xây dựng dựa trên loại Boeing 757. Nó sử dụng hai động cơ Pratt & Whitney PW2000. Loại động cơ cũng được sử dụng trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III. Đây là hình ảnh cận cảnh của chiếc 980002 trên đường băng của sân bay Nội Bài. Điểm nổi bật của chiếc máy bay này chính là các thiết bị ở trên lưng của nó, bao gồm các thiết bị điện tử dùng cho máy bay quân sự và hai anten để kết nối với vệ tinh, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống. Và đây chính là chiếc máy bay thứ hai trong đội hình chuyên cơ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Chiếc này mang số đăng bạ 990003. Và chiếc 990003 này được mình quay trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Mike Pompeo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ chỉ sử dụng một chiếc VC-32A để tới Việt Nam. Việc đảm bảo an ninh và kỹ thuật cho chiếc máy bay này hoàn toàn do phía Mỹ đảm nhiệm. Có thể thấy những người đang đi xung quanh máy bay hoàn toàn là người của phía Mỹ. Chỉ có chiếc xe đang đẩy lùi máy bay là người và phương tiện của sân bay Nội Bài. Và sau đây sẽ là pha cất cánh của chiếc VC-32A mang số đăng bạ 990003 ở sân bay Nội Bài. Đây chính là lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Hai cục U trên lưng của chiếc máy bay này chính là hai anten để kết nối dữ liệu với vệ tinh. Bình thường thì với các loại máy bay chở khách cỡ lớn, có cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên máy bay, cũng chỉ được trang bị một anten như vậy. Trong khi loại Boeing 757-200 có thể chở được tối đa tới 224 hành khách, thì chiếc VC-32A này lại chỉ chở được 45 người. Điều đó cũng có thể cho thấy chiếc máy bay này được trang bị nội thất sang trọng, rộng rãi và rất nhiều thiết bị điện tử đặc thù. Chiếc máy bay này được sơn với hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh dương, kèm theo một viền vàng rất sang trọng ở giữa. Và phía đuôi đứng của máy bay có in hình cờ Mỹ. Phần vỏ phía sau động cơ của chiếc máy bay này rất sáng bóng, có thể soi gương được. Và hầu như động cơ của chiếc chuyên cơ nào của Mỹ cũng vậy. Như vậy là động cơ dành cho các chiếc máy bay để làm chuyên cơ được đặt hàng riêng.
và có thể có nhiều bộ phận được làm bằng kim loại quý như titan. Chiếc VC32A mang số năng bạ 990003 đang tiến vào đường băng cất cánh 11 trái của sân bay Nội Bài. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi pha cất cánh của chiếc máy bay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.